điểm thấp trong một bài kiểm tra trí nhớ đơn giản có thể phát hiện ra sự suy giảm nhận thức trước bệnh Alzheimer mà không cần dùng đến các thủ thuật y tế xâm lấn hoặc tốn kém. Nghiên cứu tương ứng được thực hiện bởi Học viện Thần kinh Hoa Kỳ và được công bố trên tạp chí Neurology của họ. Nghiên cứu bao gồm 4.484 người ở độ tuổi trung bình là 71, không có tiền sử suy giảm nhận thức hoặc trí nhớ được ghi nhận. Những người tham gia được hiển thị các mặt hàng có lời nhắc liên quan, chẳng hạn như nho với lời nhắc trái cây. Sau đó, họ được kiểm tra bằng cách ghi nhớ các mục, sử dụng lời nhắc cho những mục mà họ không thể nhớ. Sau khi nghiên cứu, điểm kiểm tra được chia thành 4 loại hoặc giai đoạn. Các giai đoạn 0, 1 và 2 được đánh dấu bằng việc khó nhớ lại các mục mà không có lời nhắc và trước các triệu chứng sa sút trí tuệ nghiêm trọng hơn từ 5 đến 8 năm. Giai đoạn 3 và 4 bao gồm những người tham gia không thể nhớ tất cả các mục ngay cả khi có lời nhắc. Những người tham gia vào các giai đoạn này dự kiến sẽ phát triển chứng sa sút trí tuệ trong vòng 1 đến 3 năm. Những người tham gia cũng được quét não để đo thể tích của các vùng não khác nhau, cũng như mức độ mảng bám beta-amyloid cho thấy sự phát triển của bệnh Alzheimer. Tỷ lệ dương tính với beta-amyloid, sự hình thành của các protein amyloid là 30% ở giai đoạn 0, 31% ở giai đoạn 1, 35% ở giai đoạn 2, 40% ở giai đoạn 3 và 44% ở giai đoạn 4, cho thấy rằng những người đấu tranh nhiều nhất với trí nhớ có xu hướng có mức beta-amyloid cao hơn. Họ cũng được phát hiện có thể tích thấp hơn ở vùng hải mã, vỏ não và thùy thái dương thấp hơn tất cả các lĩnh vực liên quan đến bệnh lý Alzheimer. Nhìn chung, một nửa không bị suy giảm trí nhớ, nửa còn lại bị thâm hụt truy xuất, hạn chế lưu trữ hoặc cả hai. Từ kết quả của họ, các nhà nghiên cứu kết luận rằng sự hiện diện của bệnh lý Alzheimer có liên quan chặt chẽ đến điểm thấp hơn trong bài kiểm tra trí nhớ. Nghiên cứu của họ cũng cho phép họ phân biệt giữa khó khăn trong việc truy xuất và lưu trữ ký ức. Trong khi dấu hiệu đầu tiên là biểu hiện của sự suy giảm khả năng nhớ xảy ra trước khi chẩn đoán sa sút trí tuệ, thì dấu hiệu sau là dấu hiệu của các vấn đề về lưu trữ trí nhớ xảy ra trong giai đoạn sau của tiền sa sút trí tuệ. Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện của họ có thể được sử dụng để chọn người đăng ký tham gia các thử nghiệm lâm sàng điều tra sự suy giảm nhận thức, để cung cấp thông tin về thiết kế thử nghiệm lâm sàng và cải thiện chẩn đoán. Tuy nhiên, họ lưu ý một số hạn chế đối với những phát hiện của họ. Những người tham gia của họ thiếu sự đa dạng. Tất cả đều có trình độ học vấn cao, vì vậy những phát hiện có thể không đại diện cho các xu hướng rộng hơn trong dân số nói chung. Do đó, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tiến hành các nghiên cứu sâu hơn bằng cách sử dụng các mẫu đa dạng hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.